Hello mọi người, xinh quá à. Đồ hôm nay xinh lắm luôn mấy bà ơi. Hello nha. Áo trắng mang không có bán hết rồi. Ôi xinh quá, đồ hôm nay xinh lắm luôn mọi người ơi. Chuẩn hot girl về cho là mây luôn. Nguyên một set. Ôi nguyên một set đồ mà gọi là nó bé trái bồ chết. Cái này nè, cái quần này mặc với màu đen, màu trắng là nó siêu xinh. Dây bóc chứ màu nâu, cái mặt màu nâu. Cái quần này mà mặc màu đen với màu trắng là siêu xinh luôn nha. Hello. À thấy mây chấm mày lên giùm em mọi người ơi. Chia sẻ livestream giùm em mây nha. Ai thấy em chẳng mà chia sẻ livestream của em đi mọi người. Quá wow, là xuất sắc cái hàng hôm nay luôn. Hôm nay mấy chị không mua đồ là hôm nào mấy bà mua. Tôi quyền cái quần này lắm luôn á, nó xinh xỉu. Cái quần này nó xinh xỉu mấy má ơi. Gu mấy má đâu, gu bà nào hot girl mà không mua, đúng không? Ai đang trong live chấm bài lên giùm em mi đi mọi người. Ai đang trong live chấm bài lên giùm em đi mấy chị ơi. Chấm bài chia sẻ livestream của em được không ạ? Chấm bài chia sẻ livestream của em đi mấy tình yêu ơi. Má tao không biết lên hay không mà họ tao thấy view gì mà tao chán. Tao chán đòi bay chia sẻ cho tao đi cho nó lên cho nhanh. Chia sẻ đi nó lên cho nó nhanh, ngồi không mà không chịu chia sẻ. Đó là mày quay cái máy quạt đâu qua tú bên đó dữ vậy. Chia sẻ livestream em đi mọi người. Ai đang trong live chấm bài chia sẻ livestream lên em nha. Má tao nói nó không bao giờ lên view nổi thì từ đầu nó lên nổi cho tao thử, tao vui vẻ thử. Rồi ơi lên không có lên mà cứ tuột. Lên không có lên mà cứ tuột là tuột sao quá. Ồ coi kìa. Nó nghỉ nó sao quá. Hoài luôn á, hoài luôn á mấy má. Cứ vậy hoài luôn á. Ủa alo làm sao? Là không lên nữa mấy má, là lên không lên nổi không vậy trời. Chia sẻ mỗi người mỗi tay chấm bài chia sẻ em đi mấy trời. Mỗi người chịu khó tương tác chia sẻ livestream là giùm em mình ngóc cái đầu giùm tao cái tao nóng lắm luôn á bé. Tao muốn xỉu luôn á. Ôi chấm bài lên giùm em đi mọi người. Chấm bài chia sẻ livestream giùm em đi ạ. À. Chấm bài chia sẻ livestream giùm em lên hội nhóm lên trên cá nhân giùm em đi mọi người ơi. Má méo lên nữa là tao không có like được bay ạ. À. Tao mới cho nên tao like hàng mới mà như cái quần què là tao không like đó. Tao không là thấp xuống một chút xí thôi. Một chút xí xì xì thôi. Như cái con mẹ gì đó má không vô chút nào luôn á. Mới là hàng mới mà như cái quần què vậy á. Tao không like á thì bay cứ vô bay hỏi chứ bao nhiêu tiền vậy, bao nhiêu tiền vậy. Tao mặc like là không thấy ma nào vô á. Trời ơi nó làm nó xàm vãi đáy ra. Không like nha, đang làm cái ô bao nhiêu tiền vậy, bao nhiêu tiền vậy, bao nhiêu tiền vậy. Ai đâu rảnh, ai đâu rảnh trả lời. Em không có trả lời mọi người. Ai đâu rảnh, tao chỉ livestream thôi. Cột bỏ bì vô. Chị đi công việc rồi, bye bye. Đi tối vô gặp, không có sao mọi người. Đi tối vô gặp. Chưa nè cũng vậy, mới đăng bài lên là auto luôn mấy má. Auto là họ bao nhiêu tiền nhỏ. Trời ơi, có những ngày tao trả lời rất nhiệt tình hỏi không mà không mua. Nên tao không có trả lời, bây giờ tao chỉ bán like thôi. Tao bán like vui vẻ, còn khi nào tao lên giá xong rồi tao sẽ inbox. Chia sẻ app này đi em. Chia sẻ app này cho chị đi. Nên mọi người chấm bài lên giùm em nha. Chấm bài lên giùm em thì em hoan hỷ em like cho lên view thì em like, không lên view thì em tắt vậy thôi. Không lên view thì tắt nha mấy má. Không lên view thì tắt, ok chưa? Rồi, con này một cái nè. Con hai cái này giống nhau gì? Chứ một cái trên này nữa là hết nè. Hai cái này để cho khách nè. Sao đồ em không chút luôn hả bà? Ở trong nhà sao mày ký lấy? Con này nó có đem về cho mày đâu, biểu chốt. Bị đồ mày để chằn ảng chắc nửa tháng chuẩn bị tao đem ra xả hoài nữa rồi á. Nó đéo đem về cho mày lấy gì tao chốt. Nó làm đơn á. Mày chửi nó á. Mày chửi nó cho tao. Nó làm đơn đơn mày nó không. Nó không làm nó để vô đóng ghi á. Tao không biết ghi nào nữa. Hãy nó cho khách luôn. Bye bye chấm bài đi cho tao có động lực tao livestream cho. Không chấm bài là không có động lực livestream nha. Một trắng một hồng cho con bé trong y bót thôi, trong kem bay luôn à. Bay chấm bài chia sẻ livestream lên cho em đi mọi người. Chấm bài chia sẻ livestream đi. View gì chán quá em không có động lực em like. View phải đông. View ví dụ view là 100 mà rớt xuống 50 còn có hứng like 20. Mười mấy 20 ông nội ơi. Mười mấy 20 người. Ông nội ông ngoại ơi cứu con, cứu con, cứu con. Rồi áo này 68 còn một trắng một hồng nó hết nha mọi người. Áo này 68 còn trắng và hồng.
áo này áo em mặc số 8, còn trắng và hồng nữa là hết nha mọi người. Ê, cái quần này đẹp quá bay ơi, mua cái quần này cho tao đi. Nó đúng có 10 con nhất size SML. Bao nhiêu tiền mấy chị ơi? 105.000 em bao hàng cho mọi người luôn, ok chưa? Mấy cái quần mà bé My hay mặc like á, mọi người hay mặc đi chơi á, mấy chị hay hỏi á, em mua giùm em cái quần này liền đi, nó đẹp lắm. 105.000 đúng size SML, 10 cái duy nhất nha. 10 cái duy nhất nha mọi người ơi. Ai muốn lấy thì báo em nha. Ai muốn lấy thì báo em nha mọi người. Có đúng không? 10 cái luôn á. Có đúng 10 cái luôn á. Bạn nào lấy bấm đi. Tao nói cái quần này nó đẹp lắm, tao mặc lên đó thì hỏi, đến khi về thì không mua. Quần lời cho chị Thảo My nè, nó xuất sắc luôn nha mọi người. Bao nhiêu tiền? Có 105.000 à, mất muối gì không mua. Có 105.000 à mấy chị ơi. Mua một xếp đồ với em mặc mua 400 mấy. Bây giờ bán quần này đang hot và thị trường bán á, mọi người phải là 130, 140. Em bán có 105.000 thôi. Xong rồi mua thêm cái áo này nữa nè. Mua thêm cho bà My cái áo này, cái quần màu đen á, mấy chị phối màu đen hoặc là màu trắng á, nó sẽ đẹp hơn. Mấy chị phối cho em cái quần màu đen với màu trắng á, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha mọi người. Hôm nay có lô mai phun bù về kìa, mẹ như cái quần què vậy. Trời ơi, cái áo này mấy chị ơi, 80.000. Em nói nó đẹp, nó đang hot, rất là hot luôn nha mọi người. Nó đang hot, rất là hot luôn. Mấy chị mặc rễ vai nè, mấy chị mặc rẻ vai cái áo này với cái quần này em nói thiệt với mọi người, nó xuất sắc lắm luôn mọi người. Nó là một cây đó em, mai mốt gì em đi chơi mặc cây này cho mọi người coi. Trời ơi, nó đỉnh của chóp. Mấy chị nên lấy áo màu đen hoặc màu trắng thì phối cái quần này nó sẽ đẹp hơn là mấy chị mặc màu nu nha mọi người. Trời ơi, đẹp lắm luôn á mấy má. Cái áo này nè, cái áo này với cái quần này là một set á, mà mua lẻ ra có 185.000 set. Còn mà mua nguyên set rồi nó bán cho mấy chị phải là 300 mấy nha, 300 mấy chục ngàn á mọi người. Chứ không có giá vài chục ngàn đâu mấy má thôi. View đéo gì thôi. Ủa má, view giống tao bán hàng xả vừa. View giống tao bán hàng xả hàng lỗ vừa. Tôi zip đàng hoàng cái tình yêu luôn nha. Ok chị Thảo My nè, tôi áo tôi zip đàng hoàng luôn nha mọi người. Bao xịn sò nha mấy chị, bao xịn sò cho mọi người. 80.000 em bao hàng cho mấy chị luôn, không đi đâu mua được 80.000 cái áo này đâu mọi người ơi. À, lấy thì bấm cho em My ok chưa. Màu trắng, màu đen và màu nâu. Vì vậy ta đang tưởng là bán hàng xả luôn á, ta đang bán hàng sale luôn chứ không phải bán hàng mới á. Mô Phật thánh thần thiên địa ơi, màu trắng đẹp nhờ. Màu trắng lúc nào cũng best seller á mọi người, màu trắng là cũng best seller đúng không ạ? Màu trắng này quá xuất sắc rồi mấy tình yêu, cứ cái mặt của quần này luôn. Ồ, cái quần này là của em, cái quần này là của em chứ không của ai khác đó trời. Còn màu trắng với màu đen mới chị phối ra một đồ rất là xinh. Cái độ của cái áo này mọi người thấy chưa, rất là chuẩn nhá. Ôi, mô Phật thánh thần thiên địa ơi, mô Phật thiện tai. Đó, lúc mà không like thì vô hỏi, mà like không thấy một bóng dáng ai, bước qua đi luôn, bước qua đi để lại mình tôi cô đơn lạc lõng giữa chốn đông người. Mặc bộ đồ lên thì hỏi, ủa bao nhiêu tiền vậy, có bán không, lấy khi về hàng chứ không thấy mang là vô hỏi luôn. Lúc tao có hàng là thấy mang là vô hỏi luôn. Rồi qua mẫu rồi mấy má thôi, không ai mua sale mấy má ơi, không ai mua thì tao sale cho nha. Trời ơi, cái xe đóng này để bèo để thú cho hết rồi, cho có chỗ treo hàng mới lên quá à. Chống cái chỗ này cho nó hết để có chỗ treo hàng mới lên nha. Ok, cho ai mua hàng sale ở lại, còn vừa đếm qua hàng mới nổi rồi đưa cái áo nâu lên, đưa lên góc rồi nè. Chứ like gì 20 chục người sao like hàng mới. Hàng mới bây giờ đâu có hàng mấy chục ngàn đâu, hàng tiền trăm mà. Hàng mới là tiền trăm mà, lấy được người đâu ra mua. Người đâu like, người đâu bán, ngồi đâu mua, ngồi đâu like, ngồi đâu bán, đúng không mấy má, đúng không? Like phải có người mua chứ. À, lấy một cái quần tay size 6 cho chị nào trong inbox luôn nha, chứ để quên đó, tao nói là gọt rồi bủa mất cái đơn một cái quần 160, 170 ngàn rồi đó, ngày bán lộn được 100 mấy thì mất cái quần, nói không nhớ không à. Rồi này chị em My luôn 50 ngàn, tôi bán tặng cái đầm này 50 ngàn, hàng min body wear. Đầu này tao bán tặng 50.000 nha, con này chốt thì chốt nha, size S nha. 50.000 cho em My luôn nha mọi người. Mẫu của nhà Min Body Wear nha, em sẽ nốt, sẽ lũ, sẽ tặng, sẽ cho 50.000 cho nhanh gọn cho cái đống đồ này, lấy xào nè. Em lấy xào để móc đồ mới 50.000 đồng trắng. 50.000 đồng trắng. À 50.000 đồng trắng, bấm 50.000 đồng trắng. Rồi,
50.000 đồng xanh coban, lấy 50 lắm đồng xanh coban 50 luôn. Dáng suông dễ mặc, mặc ngủ cũng được, mặc đi chơi cũng được, mặc ở nhà cũng được nha mọi người. Mặc ngủ, mặc đi chơi, mặc ở nhà cũng được nha mấy chị ơi, 50.000. Quần mặc nhiêu, trăm mấy quần nội gái, 105. Má bán quần lời có 10.000 mà nói nhiều mệt quá. Bán cái quần lời có 10.000 mà không thích nói nhiều mấy chị ơi. Em chỉ thích ai thích mua thì mua, không thích mua thì nghỉ mua. 105.000 quần áo suông. Rồi một cái body xanh nha mọi người, tặng cho chị nào chốt body xanh cho em My luôn mọi người. Ai lấy body xanh bấm body xanh 59 nha. Body xanh 59 thôi mày dẹp lên đi. Mày dẹp lên đi chứ để chật chỗ quá, tí nó lôi cái bao kia vô không có chỗ ấy đó. Treo lên lại. 59 ngàn. Ai lấy 59 bấm 59. Tao sẽ làm cuối giúp bay ơi. 59 ngàn. Cơ bộ này cho em My nha mọi người, màu hồng. Em bán 130 xả 95. Bán 130 xả 95. Body xanh chốt hàng cộng số điện thoại lên má ơi. Chốt hàng cộng số điện thoại lên giùm con mấy bà ngoại ơi. Không có số điện thoại tới năm sau cũng chốt hàng được có mấy bà ngoại. Rồi xếp hồng này cho em 130 xả 95 ngàn. 130 xả 95. À lấy cho chị Cẩm Bình em tìm ra cái quần chị hỏi rồi á. 130 tặng 95.000, lấy 130 tặng 95 body xanh cho Linh Kiều. 95.000 cho chị Yến Loan. Em xả hết luôn mọi người ơi, em xả để cho chống cái xào này ra để em có thể bỏ đồ kia lên được mọi người ơi. 95 body cho Linh Kiều, dự bị cho My Nguyễn luôn em. Tí nữa không ai đủ đơn thì bỏ cho người đó. Rồi một cái đầm này cho em My luôn, em bán 160, 170 em xả cho mấy chị luôn với giá luôn 65.000. 65.000. Lấy 65 bấm 65. Lấy 65 bấm 65. Chị Yến Loan không lấy quần này hả? Quần này mới về đang hot nha. Lấy chị quần mờ ok, em định nêu. Quần này đẹp đó. Quần cho chị Yến Loan. Quần này siêu xinh. Chị lấy thêm cái áo nữa. Em cho chị coi lại nè, áo màu đen, màu nâu, màu trắng. Lấy thêm cái áo nữa về mới mặc chung cái quần luôn, làm một set. Đang hot đó chị yêu. Đang rất là hot mà em cảm thấy mua lẻ ra vải rất là đẹp và của nó và rẻ hơn nha mọi người. Ví dụ như mua một set có 185.000 mọi người tách ra mọi người mặc lẻ được. Còn như một set mấy chị hot girl bán á toàn là 300 mấy 400 mấy chục ngàn, không có chị ơi. Nên mua một set đi, vải rất là đẹp luôn, cái áo 80.000 vải siêu đẹp luôn, cái áo 80 vải siêu đẹp luôn mọi người, tin em đi. Màu nâu, màu đen, màu trắng về phối với quần. Ai lấy thì bấm. Chị lấy áo trắng ok luôn, lấy áo trắng nha chị nè. Lấy trắng, chốt trắng ơi trời, đẹp lắm. Mấy bộ đó quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Bộ đó siêu đỉnh luôn á tình yêu. Rồi cái này cho em My luôn nha mấy chị. Rồi xếp này, xếp trong váy này. Em bình thường em bán là 130. Hôm nay em sẽ trên like luôn 70.000. Xếp đỏ, size XM mặc được cho bé My. Xếp đỏ 70. Quần mờ áo trắng cho Linh Kiều luôn. Quần mờ áo trắng cho Linh Kiều luôn. Trời ơi, lấy đi mấy má ơi. Đẹp lắm luôn á. Xếp này nó rất là đẹp luôn. Quần em có 10 cái thôi nha mấy chị. Quần em có 10 cái duy nhất thôi nha, không có nhiều đâu mọi người ơi, dành giật lắm mới được 10 cái á. Rồi xếp này sẽ luôn 70.000, coi cái áo đủ tiền rồi mọi người ơi. Cái áo đủ ăn tiền ạ. Cái áo đủ ăn tiền rồi nha mọi người, 70.000. Lấy mẹ 70 bấm mẹ 70. 70.000 cho em ơi, xuất sắc quá. Xuất sắc lắm luôn, 70.000. Rồi đầm sáng tặng luôn cho chị nào chốt cho em ơi trên livestream này cho em luôn. SM mặc được cho em ơi luôn mọi người. Rất là đỉnh của chót nha mấy tình yêu ơi. Định của chót em mới xả cho mọi người luôn 59.000 đồng xám. Xả rẻ hơn so với em đang mẫu nha, bởi vì em đang còn xào để treo đồ nha mọi người. Ngày hôm nay về nhiều quá em còn xào để treo đồ nha. 59.000 đồng xám. Ai lấy mẻ đầm xám bấm đầm xám 59.000. Đầm xám 59.000 kế mi luôn. Rồi xếp này còn nu 95.000. Rồi lỗ thật sự là rất là lỗ nha mọi người. Không lãi 1.000 mà lỗ mấy chục ngàn một set luôn hết trời. 130 sẽ cho mọi người có 95.000 à mọi người. 130 sẽ có 95.000 à. Set nu 130 sẽ 95. 130 sẽ 95 cho tình yêu bấm 95.000 kế mi nha. 130 sẽ 95. Lấy 130 bấm 130 xả 95 chị em ơi nha mọi người. Set nu 95.000. Lấy bấm quần em mặc ống suông nha tuần yêu ơi. FM lần 105.000 bao đỉnh cho mọi người luôn. Rồi một cái đầm mắt xuyên hoa em xả cho mọi người luôn, chốt trên livestream luôn 69.000. Trời ơi má hơi lỗ quá. Mắt xuyên hoa 69.000.
À, lấy maxi hoa sâu chín em xả hết lô này để em lấy xào em treo đồ á mọi người. Tối qua mấy chị có coi thì em cũng đâu có bán giá này cho mọi người đâu đúng không ạ? Thật sự luôn, hôm nay em không biết là hàng về nó nhiều như vậy là bé My mới xả cho mọi người thôi nha. Chứ bình thường không có giá đó đâu mấy bà ơi, bình thường không có giá đó đâu. Nu 95 chú Ngọc Hân luôn em. Nu 95 chú chị Ngọc Hân, ok. Rồi một cái đầm trễ vai, một cái đầm trễ vai nu cho em My luôn mọi người. Hôm qua bé My mới có mặt cho mọi người á. Đây đây đây, em xả cho mọi người chốt trên like luôn 75.000 đầm trễ vai nu. Đầm trễ vai nu cho em. Rồi cái này cho em My luôn, một cái đầm hoa cho em thôi mọi người ha. Trời ơi, xinh quá mấy con hoa này, rất là xinh, em bán 150 á mọi người. Em bán 150, em xả cho mọi người 75.000 đủ giá thôi. 150 xả 75 hoa đỏ, hai dây hoa đỏ. Rồi một cái quần lê size S. Một cái quần lê size S em bán nhiêu? Một còn đúng một cái duy nhất hả? Hả em? Trong kia còn một cái quần rinh dài ôm. Ok, size L cho chị. Lấy quần cho chị Hoàng Vy một cái nè. Đỉnh tình yêu ơi. Quần quá đỉnh rồi, cho chị Hoàng Vy một cái quần nè. Rất đỉnh nha, rất siêu đỉnh cho em My luôn nha mọi người. Rồi một cái quần loe duy nhất em bán 175.000 một quần, hôm nay xả 160 còn một S. Còn một quần loe S em bán 160.000 cho chị nào chốt loe cho bé My luôn mọi người. 175.000 của em My đó. Rồi một cái đầm body tím hàng của Thanh Mai em xả 50. Một cái đầm hàng của Thanh Mai em xả 50 cho chị bấm mã 50 luôn. Trời ơi má ơi, đỉnh của chót quý vị ơi. 50.000 body size S. Thôi, hàng Thanh Mai mặc lên dáng nó sẽ như thế này nha mọi người. Mặc lên dáng nó sẽ nuốt nuột nuột như thế này chứ My luôn. Đầm 50. Ấy đầm 50, bấm đầm 50. Vừa bán vừa tặng vui vẻ. Vừa bán vừa tặng vui vẻ nha mọi người. Để em đứng lên cho mấy chị coi form nha. Để em đứng lên cho mấy chị coi form đồ ha. Rồi một xích lê vàng. Một set lê vàng, má ơi, nó xuất sắc luôn. Em xả cho 75.000, chị gì ta? Chị ấy lấy không chị yêu? Chị gì đó quên rồi. Chị gì đó lấy không? Chị Loan lấy không? Trời ơi, lê vàng bé My xả 75.000, em thề luôn, set này rất là đẹp. Mấy chị ơi, tí em lấy áo khoác cho lấy cho bé My liền luôn, ok chưa? Lê vàng, ai lấy lê vàng, bấm lê vàng cho My ha. Lê vàng 75.000, đúng một set duy nhất luôn, siêu đẹp luôn. Lê vàng siêu đẹp cho em 75.000. Lê vàng cho em My nha mọi người ơi. Khoác này 95.000. Tình yêu là chưa mua khoác gì với My thì mua khoác nha. Khoác phải đỉnh rồi. Khoác phải đỉnh rồi mọi người ạ. Mấy chị khách mới nghe rõ giùm em. Shop bán đi đơn từ 80.000. Shop không kiểm tra hàng trước khi nhận nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Trời ơi, ai chưa mua khoác nỉ ngoại nhà bé My mua liền cho em My nha mọi người ơi. Má ơi bao nhiêu cái? 95.000. Màu đen còn 3 cái cuối cùng. Màu đen, khoác màu đen em còn 3 cái cuối cùng, 95.000 một khoác, quá đỉnh luôn mọi người ơi. Rất là đỉnh luôn. 0359055570 055270. Lộn số điện thoại em, quan phạm lộn số điện thoại, ok chị. Rồi cái này cho em ơi, khoác 95.000 màu đen. Em đang mặc cho mọi người là màu đen, bao đỉnh luôn. Bao đỉnh cho bà My luôn, ok chưa. Rồi tiếp tục một cái đầm. Rồi tiếp tục một cái đầm cho em My luôn nha mọi người. Má ơi, mày in lại cái bill mới để nó lưu trong hệ thống. Hả? Số mới trên nè. Ý là để cho nó lưu. In số mới nhất thôi để cho nó lưu trong hệ thống. Đầm này tao xả luôn. Vui vẻ hoan hỷ 69.000 trên like. 69.000 trên like. 69.000 trên like quý vị ơi. Má ơi, có quần trong cho em My nha. Em mới bán 120.000 cách đây 2 bữa khách dưới nhà mua. Em xả cho gọi loạn nhà để em lấy xào nha mọi người. Quần size L, vấn đề còn L không? Chỉ còn 2M. Quần em chỉ còn 2L, 2M, 2S nữa là hết rồi. Em báo rồi mọi người, mua đi, mua sớm đi. Chứ hết đó, hết đó. Đầm đen 65.000, 65.000 đúng không? Tôi đọc 65.000 đúng không mày? Hết size L đó mọi người, em đọc rồi. Trời ơi, không, hồi nãy chị kia 52kg lấy cho chị size M thôi. Bởi vì chị mặc còn rộng này, ở sau lưng chuôn nè. Ở sau lưng chuôn nè mấy má, ở sau lưng chuôn. Đổ ra size L cho chị Minh Sang Nguyễn. Đổ size L cho chị Minh Sang Nguyễn. Rồi cái này cho em My. Ở sau lưng chuôn, nãy giờ tưởng lưng bản nữa. Ở sau lưng chuôn rất là dễ mặc nha. Có 105.000 rồi mọi người ơi. Nên mua, còn cái quần trong người em là chắc chắn là của em luôn. Chắc chắn 1001% là của em luôn mọi người ơi. Rồi một cái đầm bi em tặng cho mấy chị luôn. Ok, em đổ size M cho chị rồi. Rồi cái này cho em ơi.
Ồ, em tặng cho mọi người luôn với giá cho em luôn. 45.000. 45.000 đúng một cái duy nhất. Hôm nay chị nó săn đầm cho em ơi, liền. Giống như đen đen. 45.000 cho em ơi, mẹ bi cho em ơi nha mọi người. Hôm nay bán ế mà tận mở rồi. 45.000 một cái đầm siêu xinh luôn, ok chưa? 45.000 một cái đầm siêu xinh. Rồi tiếp tục một con đầm thanh mai siêu đẹp cho em ơi luôn mọi người ơi. Tặng cho chị nào luôn 59.000. Một cái đầm thanh mai chị giá 125.000 nha mọi người. 125 em xảy cho 59.000. Ok chưa? 59.000 chốt trên like cho em ơi luôn, màu đỏ cho em ơi. Đỏ 59.000 đầm của thanh mai. Đầm của thanh mai hôm qua tao mất công xuống xào ghê luôn, tao không nghĩ là ngày hôm nay hàng về là em không có xuống xào như vậy. Rồi con này em bán cho mấy chị là với giá là 130.000, em sẽ trên like cho mấy chị luôn với giá cho em My luôn mọi người ơi. 79.000 con này đẹp lắm, con này rất là đẹp nha bay, con này siêu đẹp luôn. Set 50.000 set đỏ, một chân váy màu đỏ và một áo chở vai xanh. Một chân váy đỏ, một áo chở vai xanh nha mấy chị. Một chân váy đỏ, một áo chở vai xanh chấm mài lên giùm em mọi người. Nhiều khi tao sẽ rỉ lỗ lòi hoặc le ra luôn mà không thấy ai luôn á. Chân váy đỏ với áo chở vai xanh 50.000. Ai lấy mã 50 bấm mã 50. Ai lấy mã 50 bấm mã 50 nha mọi người ơi. 50.000. 50.000. Ai lấy 50.000 bấm 50.000. 50.000 cho em ơi hả? Ồ, sắp tuột là tao tắt đó. Tuột là tao không có sale được đâu. Rồi tiếp tục một chiếc nu vợ nu trong váy phòng cho em ơi luôn nha mọi người. 75.000 nu trong váy phòng. Nu quần phòng cho em ơi luôn chứ lộn. 75.000 ở sau lông chuông cho em ơi hả? Chốt hàng cộng số điện thoại đi mấy mẹ ơi. Ơ số điện thoại ở chỗ nha. Ờ rồi cái này đầm đen 79k mờ bọn vừa nha. FM mặc vừa nha. Rồi 75.000 FM luôn, quần lông chuông cho em dễ mặc. Mã 50 cho Nguyễn Huyên. Ừ. Mã 50 cho Nguyễn Huyên. Chốt hàng cộng số họ lên cho em nha mấy trời. Rồi cái này 50.000 luôn. À lấy 50 bấm 50 cho em luôn. Đầm tát tan. Ê con đầm này đang sỉ vẫn là 100 mấy mọi người. Đang sỉ lúc vẫn là 100 mấy luôn. Nô 75.000 cho chị Yên Phương Phước Hảo. Ok chị yêu. 50.000 luôn, đầm tát tan. Đầm tát tan 50. Đầm tát tan 50. Ai đầm tát tan 50. Rồi một cái đầm trắng này size L. Set 75 là set nào? Set 75 hết. Cho em xem áo khoác đen sau với. Ok em. Rồi cái này cho em mi luôn nha mọi người ơi, một cái đầm trắng cho em mi luôn, xả cho mọi người luôn. 59.000 đầm trắng size L. Đầm trắng size L. Khoác đen ở sau này cái yêu ơi. 95.000 chị bao hàng cho em luôn em yêu. Ê trời ơi, lộ mát hồi tối kẻ không kịp luôn, rớt thì rớt dữ rồi trời. Rồi cái này siêu đẹp luôn cái yêu. Má ơi, khoác nỉ ngoại em bao cho mọi người luôn. Giá nhiêu 95.000 nha. 95.000 còn 3 con đen cuối cùng nha mọi người. 325 con gì đó. 325 con gì đó mọi người. Em về cái lô này em hết rồi. Lô này em chỉ còn mấy cái cuối cùng thôi. Khóa là bé My làm cho mọi người khóa sắt chứ không phải làm cho mọi người khóa nhựa như những cái áo khác nha mọi người. Khóa sắt đàng hoàng ok chưa? 95.000 một khóa, chống nắng chống mưa. Nón siêu to cho mọi người luôn nha mọi người. Kéo lên cho bé My, đeo khẩu trang vô là không bao giờ gọi là ấy cho mấy chị luôn. Ok chưa? 95.000 đầm trắng L 59.000 cho Minh Sang Nguyễn. Đầm trắng L 59.000 cho Minh Sang Nguyễn. Xả cho nó hết mẹ đi. Để đây cơ ba, để chọc nhà quá. Rồi body đỏ cho chị nào chốt luôn. Con này mới bị hoàng về xả cho 65.000. Má siêu đẹp luôn, hàng thanh mai chiếu mưa nha mọi người. Mặc được hai kiểu, mấy chị không thích cái tay này thì mấy chị tháo cái tay ra. Ok chưa? Ok chưa? Đen 79.000 cho chị Ngọc Tuyên. Đen 79, nỉ cho Linh Kiều. Nỉ cho Linh Kiều, nỉ 95.000 cho Linh Kiều. Nỉ 95 cho Linh Kiều, Linh Kiều nè. Rồi cái này cho em Linh Kiều body đỏ cho mấy chị bao nhiêu? 65.000 body đỏ cho Nguyễn Hiên. Mấy chị ơi nhớ lên kèm giá tiền em nha mọi người. Kèm giá tiền cho bé My nha, để nó khỏi lộn. Để cho nó khỏi lộn. Rồi cái này cho em My luôn, một cái body vàng cho em My luôn nha mọi người. Một cái body vàng xảy cho mọi người 65.000. Tí nữa em xả đơn của con gì ta, bụi phóng ra nha. Đầm trắng lấy đồ trời.
Rồi cái này cho em mi luôn 65.000. Ai lấy 65.000 bán cho em mi 65.000 cho em mi luôn mọi người. 65.000 cho bà mi ạ. Ai lấy 65 bấm 65. Ai lấy 65 bấm 65 body vàng cho em mi luôn nha mọi người. Body vàng cho em mi nè. Body vàng 65.000. Chị lấy đâu body vàng bấm body vàng 65. Body vàng 65. Nguyễn Liên body 65 luôn. Là body vàng luôn đúng không? Lấy body vàng luôn. Ủa con này mày lấy hả? Đồ má để vào tao hoài luôn á. Mày chưa thấy rõ tao chuỗi thôi mày. Body vàng 65. Rồi cái này cho em mi luôn nha mọi người. Chuẩn bị lãnh lương mà mua chứ. Mua hết tiền luôn. Trời ơi xuất sắc luôn con chị Bảy của em mi luôn. Xuất sắc siêu 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 xuất sắc chị mi luôn. Chất không đẹp nghỉ bán luôn mọi người ơi. Chất to giãn. Mấy chị ơi có mua của em về mua lẻ về mà mọi người bán lại mọi người cũng lồi luôn nha mọi người. Rồi con này em bán 130.000 em xả cho mọi người trên like luôn 69.000. Size này size S nha mọi người. Size này size S mặt ha. Size S cho bà mi luôn. Có to giãn siêu dễ thương luôn cho em mi luôn. 69.000 con này body hãng. Một con đầm hãng, rồi đầm đen 50. Đầm đen 50. Ai lấy đầm đen 50 bấm đầm đen 50. Chị lấy đầm đen 50 bấm đầm đen 50 cho em mi luôn ok chưa? Đầm đen 50 ạ. À. Hoan hỷ cho nhau đi mọi người ơi. Đầm đen 50. Trời ơi coi cái đầm này mọi người ơi 50.000. Má ơi, cho kéo sâu cho mọi người luôn nha. Định vả chuẩn thôi bán 50.000. Oh my god. Oh my god, oh my god, 50.000. Chấm bài đi mọi người ơi, chấm bài khi còn có thể được không ạ? À? Chấm bài giùm em được không? Tiếp tục một con size S tiếp đen tiếp cho mọi người luôn 65.000. Tiếp tục một con S 65. Chấm bài lên khi còn có thể được không mọi người? Chấm bài khi cuộc đời còn nở bông nha mấy trời, cuộc đời mà tắt nắng cái lèn cũng tắt lại luôn á. Rồi tiếp tục một con làm đen của Thanh Mai cho em luôn mọi người, 65.000 có mút cho em luôn. Lên dáng sẽ như thế này ạ. À. 65.000 có mút lên dáng xỉn như thế này cho bà mi nha mọi người. Siêu đỉnh, siêu đẹp, siêu chót, siêu mê. 65.000. 65.000. Rồi một con đầm trắng nữa cho bà mi luôn mọi người ơi. Vải co giãn giùm em mi luôn mấy tình yêu ơi. 65.000 luôn. Trắng 65.000, vải co giãn siêu đẹp, siêu mê, siêu êm luôn mọi người ơi. Rồi một con một set hồng chị nào hoan hỷ luôn giùm bé mi luôn với giá 95.000. 130 xả 95. 130 xả 95. 130 xả 95 coi còn chót không mọi người. Má ơi xếp này hàng hết gơ với mi bán 130.000 không mấy trời. Xả 95.000 thôi, xả 95.000 thôi cục vàng ơi. Còn một xếp ai lượng nhìn bè mi luôn được không? Còn một xếp ai hoan hỷ cho em luôn mọi người ơi. Còn một xếp duy nhất 130 xả 95.000. Ơi mui mấy má 130 xả 95 mui mấy trời. Mui 130 xả 95 bắn rồi á. Vẫn tăng như chùa Bạch Đanh vậy. Vẫn tăng như chùa Bạch Đanh vậy với bà ơi. Thiệt luôn á. Chán nản một rồi. Sale tặng lỗ cũng không ai mua. Rồi con này XM mặc được cho tôi cho bé mi luôn nha mọi người ơi. Con đỏ này siêu đẹp luôn hả. Sang lắm là sang đi ăn đám cưới cho bé mi. Ok chưa. Em xả 69.000. Về mà đi ăn đám cưới mọi người. Con muốn sẵn rồi. Con muốn sẵn cho mấy chị luôn hả. 69.000. Ồ một con đỏ rất là đẹp luôn. 69.000 một con đầm đi ăn cưới ăn tiệc rất là xinh luôn. 69.000 chấm bài với mọi người. Má nó nản ghê luôn á trời. Nó nản khiếp luôn á. Xả có mấy chục ngàn mà nản khiếp luôn á. Thề luôn xả có mấy chục ngàn mà nản. Nó nản dễ mang nản luôn á. Ai lấy đầm tặng bấm mẹ tặng. Cứ tao bấm tặng là tặng là tặng nhanh lắm. Ờ lấy mẹ đầm hoa tặng bấm đầm hoa tặng. Nản dễ mang luôn á. Vắng tăng như chùa Bà Đanh vậy á. Ơ riết mà mệt. Ờ lấy mẹ tặng bấm mẹ tặng. Ờ lấy mẹ tặng bấm mẹ tặng. Tôi buồn đời dễ mang buồn đời luôn á. Nguyễn Yên hồi giờ mua của mình chưa vậy cậu ơi. Tặng cho Nguyễn Yên. Hồi giờ mua nhà em mi chưa vậy mấy trời. Con này để mua đông. Mua chưa? Đừng bom hàng giùm em cái nha. Xin hãy đừng hoang bom hàng nha. 50.000. Ở lấy mẻ 50, bấm mẻ 50. Đầm nu 50. Đầm nu 50, xả nốt 50.000 cho nhanh đi mấy má ơi. Em thiệt sự luôn á, chị lỗ lắm, lỗ luôn, lỗ rất là lỗ luôn. 50.000.
Thì lấy mẻ 50, bấm mẻ 50 cho mươi nha mọi người. 50 ngàn. À lấy 50 bấm 50. À lấy 50 bấm 50. 50 ngàn. 50 ngàn cho em. À lấy 50 bấm 50 cho mươi nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục một cái đầm nâu siêu xinh luôn nè mọi người. Dễ thương chưa? Dễ thương cho mấy má size S cho con này luôn. Tặng 50 ngàn. Trời ơi chấm bài đi mấy trời. Cái gì vậy trời? Mới có 2 giờ like được có 30 phút à. Khách gì mà ớn ghê luôn á. Má ơi không lấy hàng cái nhắn tin không trả lời cái thuê bao nó nản. Nản bài ghê luôn á bài ơi. Con này mấy con này kêu. Đéo có người đâu nè. Rồi con này đầm đỏ cho em luôn. NGN luôn. Xe cho 50 ngàn. Đầm 2 dây đỏ cho em ơi. XM luôn mấy chị 50. 50 cho em ơi luôn. À lấy mẻ 50 bấm mẻ 50. À lấy mẻ 50 bấm mẻ 50. À lấy 50 bấm 50 cho em nha. Mẻ 50 gà. Thì lấy đỏ 50 bấm đỏ 50. Đỏ 50. Có ai chưa đủ đơn không? Đỏ 50. À lấy mẻ hoa bấm mẻ hoa. À lấy mẻ hoa bấm mẻ hoa. Hôm nay có có gì ta? Hôm nay có mẻ nỉ bông về luôn á, xếp bộ bông về luôn á mọi người. À lấy hoa bấm hoa 75. Đỏ 50 cho tròn như quý. Đỏ 50 cho tròn như quý. Ok. Đừng bom hàng em nha, xin đừng bom hàng em nữa nha mọi người. Một con body đen chốc tốt, bo giãn mạnh, siêu đẹp, lên dáng siêu chuẩn. Lên dáng siêu chuẩn. Rồi cái này chem mi luôn. Rồi tiếp tục, ôi con đầm đen là đẹp lắm mọi người ơi. Có màu rêu và màu đen. Hồi đợt bé mi bán tới 140 con đầm này luôn. Mấy chị em xảy với mọi người 90. 140 xảy 90. Nhiều quá nha. Thôi like hết lô này cho keo lên xong rồi em like lên sau nha mọi người. Thì em sẽ like sau cho mấy chị nha. Rồi một con đầm vàng, một cái dâm vàng ở sau này mấy chị siêu đẹp chưa? Rất là đẹp cho bé My luôn. Rất là đẹp cho em My luôn mọi người. Con vàng thiết kế này rất là xinh. Con vàng thiết kế siêu xinh luôn. Rồi tiếp tục một con body đỏ cho bé My tiếp luôn mọi người. Hàng của Thanh Mai em có ốp mẫu rồi mấy chị. Em có ốp mẫu rồi em xin cho con này 65 ngàn luôn. Body 65 ngàn. Con này lên dáng siêu đẹp, có mút sẵn luôn. Con này lên dáng siêu đẹp, có mút sẵn cho em My luôn nha mọi người. Rồi cái này cho em My luôn. Đỏ 65 ngàn. Chị lấy đỏ 65 bấm đỏ 65. À lấy đỏ 65 bấm đỏ 65 cho em My nha mọi người. Trời ơi con body này đẹp lắm luôn á. Ta nói mua gì đi vặt đám cưới một lần xong mà có vứt mà cũng không uổng mà. Có vứt cũng không uổng nữa là hiểu rồi mấy má. Có vứt cũng không uổng lắm mấy trời. Thật sự. Bởi vì nó rất là rẻ. Bởi vì nó siêu siêu rẻ luôn. Rồi ô, tiếp tục một con body 65 ngàn luôn. Đỏ tiếp có mút hết. Đầm nhà em là đầm hãng nên có mút hết nha mọi người. Rồi một con hồng là tặng luôn 50. 50 ngàn hồng. Hồng 50, ai lấy hồng 50 bấm hồng 50. Ai lấy hồng 50 tặng luôn mã 50, ai lấy mã 50. Con này lên dáng hồi vệ sinh luôn á. Con này lên dáng hồi vệ sinh luôn mọi người. Con này lên dáng hồi vệ sinh luôn cho em ơi luôn nha mọi người. 50 ngàn hồng. 50 ngàn hồng. Đầm nhà em đa số là XM mặc được, không có size L nha mọi người. Rồi tiếp tục một con hoa, hoa này đẹp lắm, kêu luôn. Tiếp tục một con xanh size S. Tiếp tục một con xanh size S cho bé My luôn nha mọi người. À, lấy xanh size S bấm xanh size S giùm em 65 ngàn. Xanh size S một con làm rêu luôn y chang con đen hồi nãy. Một con rêu y chang đen hồi nãy. Má tao like mà tao muốn rớt nước mắt thì bay luôn á. Tao like gì mà tao bất mãn cuộc đời dễ mang luôn á. Riết muốn khùng luôn à. Riết muốn khùng rồi mấy má ơi. Riết muốn ngáo luôn á. Rồi ai lấy đầm đỏ tặng cho 35 ngàn. Đỏ 35 bấm đỏ 35. Đỏ tiệc 35 bấm đỏ tiệc 35. Đỏ tiệc 35 ngàn. Rồi một con dâm xanh che bí mi luôn nha mọi người. Ai chúc dâm xanh 65. Dâm xanh 65. Ai chúc dâm xanh bấm dâm xanh 65. Dâm xanh 65 ngàn. Dâm xanh 65 ngàn. Đỏ 35 cho Nguyễn Nguyên. Nguyễn Nguyên hồi dùng mua đồ của em cho chị ơi. Mua đồ của em cho tình yêu.
cô Nguyễn Uyên. Sự chú ý của ta đã va vào mắt nàng. Hồi giờ chị có nhận hàng của anh em chưa trời? Sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của nàng. Khó ăn nha. Thôi giờ chị nhận hàng bên em cho chị ơi. Mua mấy lần rồi? Không, chị mới mua có một lần thôi. Mà có một lần em nhắn tin là shop mà kêu là giao lại, mà không biết là đơn của chị lúc đó chị có nhận hay không. Cho chị cái là maxi 2 dây hoa 60. Làm gì có maxi hoa 2 dây 60 ta? Maxi hoa đâu có 60 đâu, 69 ngàn mà. Maxi hoa là chỉ có 60. Rồi cái này cho em mươi luôn nha mọi người. Một cái đầm hoa cam. Hoa hồi nãy giờ em bán 69-75 không mà. Rồi cái đầm hoa cho em. Ok trời, vậy là yên tâm. Rồi hoa cam 69 ngàn. Hoa nãy giờ em có 69-75 không à. Hoa em có 60 chị ơi. Hoa 60 làm chỉ có. Body nha, ai lấy body bấm body nha mọi người. Ai lấy body bấm body. Rồi maxi hoa tiếp. Một con maxi hoa hồng này được em bán 150 nè mọi người. Hồi đợt bé My bán 150 nha. Ôi, ai lấy con này cho em My. Ai lấy con này cho em My liền đi mấy chị. Hồi đợt bé My bán 150 đó. Em xảy cho 75 ngàn. Ôi, xảy là có nửa giá không mọi người ơi. Con rất là xinh nha. 150 của em đó em xảy cho 75 ngàn. 150 xảy cho 75. Hoa 75 cho Nguyễn Nguyên. Con nó siêu đẹp luôn á. Con nó được em bán tới 150 lần. Rồi tiếp tục một cái đây, trời ơi con đầm này cũng xinh lắm luôn á. Con đầm này em cũng xảy cho 75 ngàn chút mẹ caro. Mấy con này vả xinh lắm mọi người ơi. Caro 75. À lấy mẹ caro 75, bấm caro 75 cho em luôn. Hoa 75 hết. Lấy cái hoa maxi hoa xanh xuống cho chị kia có lấy không. Ôi caro 75. À vậy ok, Ngọc Tiên lấy rồi, vậy hết hoa rồi. Còn hoa ngắn thôi mà hết hoa dài chị ơi. Còn hoa ngắn nó hoa dài. Để chị Ngọc Tiên rồi. Rồi đầm này bữa bé mới bán 130 ngàn nè mấy chị ơi. Còn một đen. Bán 130 em còn một đen duy nhất hết eo cho bé mươi nha. Em xả tặng cho mấy chị luôn 70 ngàn. 70 ngàn. Em xả tặng cho mấy chị luôn 70 ngàn. Rồi một cái đầm trễ vai đen hồi được bán 130. Em xả nhanh gọn lẹ cho mọi người luôn 65 ngàn. Đen 65. Ê hôm nay xả lỗ lắm á mọi người. Chỉ vì để ấy thôi. 65 ngàn. Rồi tiếp tục một cái đầm tài cho em 50. Vì dính vô chỗ này về nhà tự giặt dùm em 50 ngàn. Có mua về tặng cho con gái, con ô, cháu rồi cũng được luôn. Mấy máu ơi 50 ngàn size S. 50 ngàn size S. 50 ngàn size S cho em My nha. Còn bộ hồng 95 ngàn mai lấy dùm tôi vậy trời. Buồn dữ vậy trời. Buồn rất là buồn luôn á trời. Một cái đầm sơ mi, ai lấy đầm sơ mi không? Đầm sơ mi xả cho mọi người 75. Đầm sơ mi xả cho mọi người 75 ngàn. Đồ đầm này em bán 170, hôm qua xả nhiêu? 79 ngàn hả? Hôm qua xả 79 ngàn, 170 ngàn đó mọi người. 170 xả 79 ngàn XM mặc được. Trời ơi, con này về đi ăn đám cưới đi mọi người. Ra đám cưới đám tiệc cho em đi mấy trời. 170 ngàn của em My với mọi người. Cổ là cổ đính ngọc dùm em luôn ha. Cổ là cổ đính ngọc dùm bé My ha. 150 á mấy trời. 170 ngàn luôn. Em xảy cho 75 ngàn luôn đi. Xảy cho 75 ngàn đi. Để lỡ xả rồi xả cho lỗ luôn mấy trời. Để lỡ rồi thì cho lỗ luôn. Để lỡ rồi thì cho loét luôn chứ. Quần em mặc chỉ còn size F và size M nha. Ai lấy báo em My nha. Còn 2F 1M nó là hết nha mọi người. 105. Còn 2S 1M 1.5 nha mấy tình yêu của em. Mấy cục vàng của em. Ôi la la, ôi la la. Rồi cái này kia một cái đầm nu của Thanh Mai sẽ 65. Nu 65. Ai lấy nu 65 bấm nu 65. Một cái đầm nu của Thanh Mai 65 ngàn ạ. Một cái đầm nu Thanh Mai 65 ngàn. Một đầm này khỏi. Có mẫu. Một cái đầm nu Thanh Mai 65. Lấy hồng 95. Ngọc ngon hồng 95 là xét á. Đưa cái xét hồng lại cho chị coi. Xét là dựa ở trên xào kìa. Xét hồng 95 để em vô lại cho chị coi.
Đúng rồi, lấy luôn hai set đi, mặc đi tình yêu. Sẽ chính là 130, mua hai set là 260 rồi, còn còn được có 100 mấy. Rẻ lắm rồi. Rẻ cả 35.000 một set luôn, em lỗ nha. Cái này Vĩ Mi nhập vô đã là 100 mấy rồi nha mọi người. Em bán một set em lời được có 10-15 ngàn à. Mà bây giờ em xảy cho mọi người lỡ luôn. 95 ngàn chị lấy luôn nha chị Ngọc Ngo Hân ơi. Chị lấy luôn nha chị yêu. Rồi một cái đầm này em bán 135 ngàn thôi, đầm này mắc quá không sale luôn. Sale 120 chắc mai mua. Đầm mới body, à lấy đi bò bấm đi bò. Hello chị Mai Hiền, cảm ơn chị Ngọc Hân ủng hộ em nha chị yêu. Rồi một cái đầm dập ly tím em xảy cho 79 nè. Ôi đẹp nha. Đẹp nha. Diều kha, diều kha. Diều kha siêu đẹp luôn mọi người ơi, 79 nè. Ôi xinh nha quý vị. Thôi bị xinh xỉu nha quý vị ơi. Thôi bị xuất sắc nha quý vị ơi. Diều kha. Diều kha, diều kha. Diều kha. Diều kha, diều kha nhá. Rồi một cái đầm chị ơi, mấy con này mẹ bán 130 không nè. Bị mấy đĩa bom về mà giờ tôi xả nè bay ơi. 130 của em mới đó mấy chị, 75 ngàn. Trễ vai tím, dán rồi bị xinh luôn. Trễ vai tím, dán rồi bị xinh luôn mọi người. Trễ vai hồng. Mấy con này 130 hết á. Có vài chục đâu. Không có cái nào vài chục á mấy chị ạ à. Không có mấy cái nào vài chục ngàn đâu nha mọi người. Má cái ạc tao chặn 23 ngày không mà tới không chuyện. Mấy ngày tao đăng lên tao xả rồi. Tao bị chặn 23 ngày. Mô Phật Thánh Hồn Thiên Địa ơi. Em bị chặn 23 ngày không mà họ tới không chuyện. Một cái body xanh cho em Huy. Một cái body xanh cho em Huy nha mọi người. Ai lấy body xanh bấm body xanh. Ai lấy body xanh bấm body xanh cho em Huy nha mọi người ơi. Sẽ luôn 65 ngàn. Body xanh sẽ luôn 65 ngàn. Không ai bán giá đó. Không ai bán giá đó nha mấy má. Body xanh sẽ đụng má nhiều với mày. Sao tao thấy nó hết mà sao nãy giờ hết hoài luôn. Trời ơi nhiều nha. Diệu Kha, Diệu Kha, Diệu Kha. Hôm nay có lô mai phun bùi nha mọi người. Diệu Kha. Rồi một cái hai dây hoa luôn chai 65 ngàn của mọi người. Dán ngắn. Dán ngắn 65 ngàn. Hai dây hoa. Hoa, con hoa này đẹp lắm nè. Mấy con này lên nha. Cái phần eo là mọi người. Cái phần eo nè, mút nè. Đó, xinh chưa, 65 ngàn. Có ship váy không mi? Ship bếp hả? Có. Chị lấy ship này thì chị giúp. Xếp váy trăm mấy em là ở bên này em chưa like. Chị lấy xếp này nè chị chút. Xếp này xinh lắm luôn á. Xếp này xinh. Ủa chứ không lấy quần này hả? Trời ơi. Ở biết sao không? Cái quần này mới chị mặc với cái áo ấm đi chơi cũng đẹp hơn. Ôi phải chăng là vũ trụ đang gọi tên ta mặc bộ đồ này đi chơi. Phải chăng là dại hi. Đúng không? Chắc là vũ trụ gọi tên ta. Đó ơi cái quần này đẹp quá mấy chị ơi. Không mua là tiết cả thanh xuân nha. 105 ngàn. Em chỉ còn một M2S nữa hết nha. Áo khoác riêng có nha tình yêu ơi. Về rồi nha. Em có đăng bài luôn. Ôi phải chăng vũ trụ ở tên ta mặc bộ đồ này đi chơi đi mi. Bảo mai đi chơi nha. Hai dây xanh cho Thanh Thảo. Hai dây xanh 65 ngàn cho Thanh Thảo. Trời ơi Thanh Thảo nãy giờ sẽ đầm 50 ngàn không mà bà. Bà đi đâu vậy? Nãy giờ tôi sẽ đầm 50 ngàn không lấy gì bán. Xếp này nè chị lấy không? Không thì đợi chứ giờ sao. Đợi khi này em like luôn mai phun bùi. Chiều nay hoặc là ngày mai có lô mai phun bùi về kìa. Xếp này đẹp lắm nè. Xếp này Bé Mi bán rất là chạy. Cái dây này mấy chị có thể cắt hoặc mấy chị có thể để nha. Nha mọi người. Cái dây này mọi người có thể cắt hoặc mấy chị để. Hồi nãy giờ đầm 50 ngàn không à. Không thấy bà đâu hết á bà. Lấy về bán mà bán cỡ nào cũng lời luôn. Bán cỡ nào cũng lời luôn á. Thiệt nãy giờ xảy 50 ngàn rồi hỏng luôn. Rồi một cái đầm hồng này em xả cho mọi người luôn 65 ngàn. Tuyệt nha mọi người. Một cái đầm tuyệt nha. Em bán 130, 140 hết á. 50 ngàn. Lộn 65 ngàn mấy má. 65 ngàn. Ai lấy 65 bấm 65. 65. Mà trong khi những mẫu này em sale cho mọi người á. Mấy chị mà lấy gì bán xuống lắm. Có hình em mặc hết rồi. Có hình em mặc sale cho mọi người luôn á.
Xếp đó 130 em. Xếp đó hàng 130 á. Xếp đó hàng 130. Rồi cái hai dây này ở đâu sót gì trời. Em tặng cho chị này luôn 25.000. Còn cái nè 25.000 sót ở đâu á, 25.000. Rồi cái đồng này ai lấy thì báo em. Đồng này em bán 140-150 luôn. Xe con này lên. Ủa tôi xe có mấy chục ngàn 25.000 cho chị Nguyễn Nguyên luôn. 25.000 cho chị Nguyễn Nguyên. Rồi cái này cho em My luôn nha mọi người. Một con đầm trắng hoa siêu xuất sắc luôn mọi người. Rất là xuất sắc luôn cho mấy chị luôn. Ok cho em xảy 65.000 luôn. Ê con này bạn là mua gì là trúng mánh đó. Con này bạn là mua gì là trúng mánh lắm luôn không mấy bà. Rất là đẹp nha mấy chị. Hai cái dây cột lên nè. Ê cái mẫu này đẹp quá à. Ê mà cái mẫu này đẹp thiệt luôn á. Trời ơi mà cái mẫu này xinh lắm mày ơi. Tao bán 65.000 là tao lỗ. Mà cái mẫu này xinh lắm luôn á. Cho chị Nguyễn Nguyên luôn. Đừng bom hàng em nha. Nói rồi á. Má bom em đi. Em sẽ lỗ lắm rồi mọi người. Rồi một cái đầm xanh siêu đẹp chéo mới luôn. Tay là tay bồng. Ê Huệ mày lấy đầm này về mình ra đám cưới nè Huệ. Xảy cho 75.000. Con này em bán tới 150 luôn mọi người ơi. Ôi coi nè, tay là tay bồng nè mọi người. Xoắn nè mọi người ơi, xoắn nè. Ở sau nè, ở sau nè mấy chị ơi. Đẹp chưa. Con này có quần trong cho mọi người luôn. 75.000, 150 đó. Sẽ cho 75 100, à, dạ em nói vậy thôi. Cảm ơn trời, cái mấy chuyến mua đồ là em vui lắm á. Em chỉ sợ bông à, cái mua đồ em vui lắm thì em chỉ sợ bông thôi. Rồi cái này set xanh luôn mọi người. Còn hai set hay sao á. 75 cho chị Ngọc Tiên. Ủa cái đồng nó xanh đẹp quá. Hoa 65 hết rồi em yêu. Hoa 65 hết rồi. Ồ xuất sắc luôn chị Bảy của em ơi. Rồi một set chập ly như thế này nè mọi người. Quần nè mọi người. Em xả cho mấy chị luôn. Set này em bán 140-150. Em xả cho chị nào 69.000 trên like thôi nha. Còn mua e-box em 95 hết đó mọi người. Mua e-box của em là 95.000 hết á. 69.000. Trời ơi mô Phật Thánh Thần Thiên Địa ơi. Lại Chúa Amen. Trời ơi 69.000 dây tăng đơ dùm em bơi luôn nha mọi người. Hàng của Minh Fashion nha. Hàng của Minh Fashion chứ mi luôn nha mọi người. 69.000. 69.000. Nãy giờ tao bán cái gì mà đắt dữ ta. Bên e-box nổ hoài người ta. Tao không biết tao bán gì luôn. Hồi chưa giờ tao nhớ tao chưa có đăng bài gì á mà. Rồi một body trắng chứ mi luôn nha mọi người. Một body trắng khuyết nát chứ mi luôn xảy với mọi người luôn. Với giá cho em mi luôn mọi người ơi. 55.000 một body. Body trắng 55, body hồng 55. Body trắng 55. Trời ơi, lưỡng, lưỡng, con này. Má không đỡ lại còn đứng luôn nữa chứ. Hả? Lấy cái gì chậm thôi, chứ để nó. Trời má đâu mình đéo mát luôn rồi mày. 55.000. 55.000 body trắng, body hồng. 55.000 body trắng và body hồng nha mọi người. Body trắng 55, body hồng 55 dùm em My luôn hả? Ai lấy nguyên cặp thì 100.000. Ai lấy nguyên cặp thì 100.000 cho em My luôn. Ai lấy nguyên cặp thì 100.000 nha mọi người. Ai lấy nguyên một cặp thì 100.000. Oh my god, xui nha, xui nha. Chưa nay xui nha, kẹp bún che. Oh no nha. Rồi body, thôi mấy body này body hãng quen bơm. Đừng chém trọ nhau 50.000 luôn. 50.000 luôn. Đầm tét tan 50. Đầm tét tan 50. Ái đầm tét tan 50. Bấm đầm tét tan 50. Đầm tét tan 50 cho em. Tét tan nu 50. Chị lấy tét tan nu 50. Bấm tét tan nu 50. Tét tan nu 50 luôn mọi người ơi. Hồng 40 cho chị nào lấy gì mặc ngủ nhà chơi vui. Cái đầm này thật ra là đầm đi chơi đi tiệc đó mọi người. Nhưng mà giờ em xả 40.000. Ai lấy hồng 40 bấm hồng 40. Mặt ngủ nhà cũng đẹp nữa. Mặt nhà cũng được. Hồng 40. Ai lấy hồng 40 bấm hồng 40. Rồi một con váy tennis cho em mê luôn nha mọi người. Tặng cho mọi người luôn với giá cho em 60.000. Con váy tennis size S. Con váy tennis size S 60. Ai lấy con váy tennis bấm con váy tennis 60. Ai lấy con váy tennis bấm con váy tennis 60. Rồi body cam 75 luôn. Bán 99.000 à, xảy cho 75.000 luôn. Body cam sữa còn một cái duy nhất của Min Bodywear. Body cam sữa xả một cái duy nhất của Min Bodywear. Body này xanh. Các mấy con này em để em đăng.
Rồi tiếp tục một con body xanh này siêu đẹp, siêu xịn cho em luôn mọi người ơi. Tải cho mọi người luôn 75.000 body. Body xanh, gu body quá quất 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 cho em luôn nha mọi người. Xoắn vào sau nữa nè, ở sau là xoắn cho em nha mọi người ơi. Mặc hai kiểu cũng được, trước sau cũng được á. 75.000 body xanh, con siêu đẹp luôn, vải siêu mê. Chấm cho em dấu chấm đi, nãy giờ bán nãy giờ má hồi chưa? Hồi nãy giờ nó chưa có. Có áo sâu là áo len. Trời lấy quần này không? Trời ơi, giới thiệu chứ. Trời lấy quần này không? Bao nhiêu tiền cái? 105. Áo này nữa, về mặt chung với áo này cho em ơi. Chị lấy không? Trời ơi, 105 em chỉ còn 2X 1 M thôi là hết nha. Chị phối cho em với cái áo này nè, 80.000. Trời ơi, là thành một set. Trời ơi, má ơi bé cháy vùi chét luôn. Áo này phối màu trắng hay màu đen gì cũng được đó mọi người. Trời ơi, lấy cái quần bà size M cho tôi, ok. Trời ơi, đẹp lắm luôn, vậy là hết M rồi. Còn có một cái cuối cùng mà M cho Thanh Thảo, gì quần em cặp còn S không ạ? Đẹp lắm bé ơi, đẹp lắm luôn. Ở sau lưng chui dễ mặc nữa nha. Ở sau còn cái này 80.000 một áo, body xanh size gì, body xanh là co giãn chị ơi, ai mặc cũng được, không có dây kéo dễ mặc, lưng chuôn co giãn nha. Đây đây, cái áo này 80.000 rồi, má nó đẹp lắm luôn. Bán đồ mà hổn nha, bán đồ mà hổn nha mọi người ơi. Body này cái bé My bao nhiêu tiền mày? 80.000 cái áo, trời ơi hàng mới về mới chụp cục vàng ơi. 80.000 em có màu trắng và màu đen và màu nâu. Trời ơi, cái set này vũ trụ gọi cho anh em mà sao á. Ê, chủ nhật đi chơi mà set này đẹp quá nhỉ. Thì có mọi người biết sao không, đi chơi ban ngày mà mặc đồ như thế này cho nó xịn sò. Ôi trời ơi, còn đang đêm thì mình mặc như thế này đó, ban đêm thì hơi bảy. Áo 80.000 có màu trắng, màu nâu, màu đen. Màu trắng, màu nâu, màu đen nha mọi người. Cho chị coi áo xanh đó họ, áo len xanh này mọi người. Ôi khỏi còn nói, em mặc màu hồng cho nổ nha, bởi vì em thích màu hồng. Trời ơi, chuẩn từng đường kim mũi chỉ, chuẩn từ cái chất cho em luôn. Chuẩn hơn chủ chuẩn cho em My luôn mọi người. Có nón nha, áo len này đúng không? Chuẩn từng cái dây kéo, cái dây kéo luôn mọi người ơi. Áo chị còn, nhưng mà không còn màu vậy mà. Ôi nó chuẩn đét luôn. Chuẩn mà chuẩn kiểu căng đét luôn. Áo này đúng không trời? Trời ơi, mua đi, mua trước đi mọi người, chứ không có hàng đâu. Em có được 30-40 cái thôi. Em có được 30-40 cái gì đó không mấy chị ơi. Trời ơi, em nói nó chuẩn căng đét luôn mọi người ơi. Cái nón luôn. Ôi xinh xuất sắc luôn, tay nè mấy chị ơi. Chất là chất len nha, chất là chất len nha mọi người ơi. Ai lấy không? Em chốt cho. Trời ơi. Ôi 180.000 thôi, quá rẻ thật sự luôn. Cái áo này mấy chị ơi, người ta bán cho mọi người phải 200 mấy, em bán có 180 thôi. Ôi quá rẻ nha. Khóa kéo nè mọi người, một không chủ một. Nói vậy thôi. Áo chị mặc áo gì? Áo len đó hả? Có. Áo chị mặc là áo len đó hả? Lấy chị áo, lấy đi em nói thiệt luôn mọi người, đẹp lắm, vô mùa không có giá này đâu. 180.000 màu nè, màu hồng đẹp nhờ. Má ơi màu hồng nó đẹp ghê luôn á. Kéo thì kéo lại em, 180.000. Cái bị của nó đâu? Ồ đẹp quá. Có màu đây nữa nè, màu trắng nè, màu nu nè, màu đen nè. Em muốn lấy màu gì? Có màu trắng nha. Ai hỏi màu trắng, có màu trắng nha, màu nu nha, màu hồng nha, màu xanh, màu đen. Đen đã. Bữa giờ thích cái bài của Superboy dễ mang. Thích bà Superboy lắm là sao quá trời. Rồi cái này chị My, chị không lấy cái áo 80.000 hả? Đẹp đi, 80.000 đẹp lắm ơi. Rồi cái này chị My luôn tặng cho chị đó, mã tặng cho em 19.000 cái áo. Ồ, quá xuất sắc quý vị thôi. 19.000. Ai lấy mã 19 bấm chị bà My, mã 19 chị My nha mọi người ơi. Xuất sắc đi chị Bảy ơi, xuất sắc thôi chị Bảy ơi. 19.000, tặng 19.000. Ôi mặc bộ đồ này đổi thêm cái nón nữa đi chơi cũng thấy đẹp. Mặc cái quần này, cái áo này đổi thêm cái nón nữa đi chơi cũng thấy đẹp. Mọi người ơi xuất sắc quá. 19.000 cho chị Nguyễn Liên. 19.000 cho chị Nguyễn Liên. Ê, nhiều thì có mày. Nhiều dữ vậy. 19.000 hết.
Rồi một cái đầm này em tặng cho chị nào luôn, với giá cho em luôn 29 nha. À đấy mẻ 29, bán mẻ 29. Một cái đầm siêu đẹp hàng của Thanh Mai, hàng Thanh Mai cho em My luôn nha mọi người, 29 nha. À đấy mẻ đầm 29, bán đầm 29. À đấy đầm 29, bán đầm 29. Xếp này em bán 130.000, em sẽ 95.000 luôn ha. 130 sẽ 95. Xếp nào được hot 111, một trời một vật luôn mọi người. 130. Em chị chốt có, trời ơi em chốt chị áo len hồng rồi á. Chị lấy thêm màu không? 130.000 bí mi xẻ cho mọi người, 95.000 đúng một set duy nhất nha mọi người. Ở set này đẹp lắm luôn á, trời cái áo vô đủ đẹp nè. Cái áo vô đủ đẹp. Em mới mua bộ này nè, nhưng mà quần đùi của Prada em mua 490 ở Ninh Hiệp á. Em mua 490 đó mọi người. Ở Ninh Hiệp mới gửi về. Để chuẩn bị đi với mấy má. Mấy bà đã mua cái này đi đẹp lắm luôn á. 1 giờ 95 ngàn, còn đúng một xét. Xét này treo tí nó mất qua bên này cho chị nha. Rồi tiếp tục. Đen đá không đường. Trời ơi nhìn gớm mà. Đổ cái chai nước rồi nhìn gớm luôn á. Rồi cái này cho em My body trắng. Thôi body bỏ qua. Body bỏ qua. Ê body xanh này em sale cho chị nào luôn 60 ngàn. Body xanh này 60 ngàn. Body này cục cổ lên siêu đẹp luôn nha. Body xanh 60 ngàn. À nó body xanh 60. Bấm body xanh 60. Body đẹp xanh 60. Chị lấy body xanh 60. Bấm body xanh 60. Rồi một cái đầm đen thiết kế cho bé My luôn mọi người. Một cái đầm đen thiết kế cho em luôn 69. Đen 69. À lấy đen 69. Bấm đen 69. Đen 69. Một cái body vàng cho em My luôn mọi người. 65 ngàn. Body vàng. Body vàng tiệt 65 ngàn. Hàng này không bán, không trên dưới, không dưới nha. Tiền trăm nha mọi người. Không dưới tiền trăm nha. Bán cho mọi người mấy chục ngàn. Quần mặt còn 2X cuối cùng nha quý vị. Rồi cái này cho em luôn 65 ngàn body vàng. Ôi đẹp quá à. Mua đi mấy má. Mua đi mấy má ơi. Rồi giờ tao không còn một giọt nước cuối cùng để tao uống luôn. Body vàng 65. Body vàng 65. Rồi một cái dâm vàng cho em My nha mọi người. Thật sự ra xả xuông xuông cho mấy chị chứ nãy giờ bán đâu có được gì đâu. Một cái dâm vàng cho mấy My nha mọi người ơi, 50. Một cái dâm vàng siêu đẹp. Có thể lướt qua ảnh của em My coi có lên mẫu hết rồi mọi người. Em My có lên mẫu hết cho mấy chị ấy, ha. 50 ngàn dâm vàng. Dâm vàng cho em My. Dâm vàng 50 ngàn. À, lấy dâm vàng 50, bấm dâm vàng 50. Cho em xin dấu chấm à. Cho em xin dấu chấm mấy cục vàng ơi. Mấy cục vàng ơi, mấy cục vàng ơi. Cho em xin dấu chấm được không ạ? Chấm màn lên giùm em được không? Rồi một cái body cam đất cho em My siêu đẹp luôn. Xả luôn nha mọi người. Body cam đất luôn nè. Trời ơi, người đâu hết rồi. Người dễ thương đâu hết rồi. Không còn ai bơ vơ lạc lỏng giữa trốn đâu người. Chốt nữa đi mọi người. Trời ơi, má vẫn không xả hết đống đồ được luôn á. Tính là hôm nay xả lỗ rất là lỗ. Nhưng mà cuối cùng không xả. Body cam đất chị xả 80 với em 79 ngàn á. Ok thì chị bấm. Ok thì lấy nha. Xả 50. Sẽ 50. Body kem đất sẽ 80 ngàn. Chứ mua inbox của em là tiền trăm không lên lắm mọi người. Vải hơi bị đỉnh luôn nha mọi người. Body kem đất 80 ngàn. Ai mua thì chốt. Chị Linh Kiều thấy em nhắn tin trong tin nhắn spam mà trong tin nhắn chờ chấp nhận giùm em nha mọi người. 50 ngàn. Ai lấy 50 bấm 50 ngàn. Cái đầm NGN nè. Vải đẹp lắm luôn á. Đầm này đẹp lắm luôn. NGN 50. Đầm 50. Đầm NGN nha mọi người. Ái đầm NGN, bấm đầm NGN 50. Đầm NGN 50. Chị Linh Kiều ok, không ok thì em để cho chị Quang Phạm. Chị nào bấm nha.
Rồi một cái đầm đỏ của Thanh Mai luôn mọi người ơi. Lấy gì mà đi ăn đám cưới nha. Em xảy cho chị nào chốt cho Yến luôn ha, 65.000. Linh Kiều á, chốt 80 cho Linh Kiều. Quần đang mặc có bán nha, chỉ còn mỗi size S em hết size rồi mọi người ơi. Chỉ còn nổi một cái, hai cái size S nữa là em hết rồi ạ. 105.000. 105.000 em chỉ còn mỗi hai cái size S. Rồi cái này cho em luôn nha mọi người. Ai lấy thì bấm em bấm cho em luôn mọi người. 65.000 đồng đỏ. 65.000. Lướt qua trang em có mẫu em mặc hết đó nha mọi người. Hàng em sale đều có mẫu em mặc ở bên fanpage của em hết á. Đầm tét tan 50. Đầm tét tan hồng 50 luôn. Đầm tét tan hồng 50. Tuyết cỏ đầm size S. Tuyết cỏ cho em xin lại số điện thoại nha. Quần chị mặc size S cho Hàng Nguyễn rồi hết. Tuyết cỏ cho mình số điện thoại. Hàng Nguyễn rất là hết luôn nè. 105.000. Ê Hàng lấy cái áo đen chưa? Lấy cái áo đen mũ về mặt cho nó nguyên set em yêu. Cho nó nguyên set. Tuyết cỏ ok. In số điện thoại tuyết cỏ đi em. Rồi cái này cho em mươi luôn nha mọi người. Quần đẹp quá, 105.000 đẹp quá mọi người ơi. Rồi cái này cho em mươi luôn mọi người. Con bút cho em xẻ cho mọi người 65.000 luôn đi. 65.000 đầm đen. Đi cưới đi tiệc cho em siêu xịn sò nha mọi người. Đi cưới đi tiệc siêu xịn sò. Siêu xịn sò 50.000. Lái về mà. Trời ơi chị nói thiệt luôn á, đỉnh lắm luôn á. Có màu nu, màu trắng, màu đen. Cái áo đầm đen 65.000 cho Linh Kiều luôn. Má nó định lắm luôn gái ơi. Thề luôn. Coi nè có 80.000 thôi. Cái vải của nó y chang hàng mà mấy trăm ngàn luôn á mọi người ơi. Đầm đó nha em mươi. Không mươi 53kg vừa không. Chắc chắn là không rồi. Em đọc xe S mà. Đọc xe S mà tình yêu. XM thôi. 50kg 52kg đổ lại thôi. Ôi 80. Ê nãy giờ ai cũng chốt màu trắng vậy. Mấy bà á có ý định là mua quần đen thì áo trắng nha. Sai nha. Mua áo đen đẹp lắm đó nha. Áo trắng cho Hàng Nguyễn. Mấy bà cứ thấy ý định là mua quần đen là mua áo trắng đúng không. Rồi có màu nu nữa nha mọi người. 80.000 có màu nu nữa. Ê đẹp lắm. Áo này đẹp lắm. Chế mi mà đi đâu là chế mi mặc lên cho mấy bà coi. Chế mi lên dán cho mấy bà coi. Siêu đỉnh luôn. Vải đó hàng shop đó mọi người nên rất là đẹp nha. Tính đây là shop bán cho mọi người 100 mấy không á, chứ không ai bán 80.000 đâu mọi người ơi. Không có ai bán 80.000 cho mấy chị đâu. Mà bây giờ em bán cho mọi người có bao nhiêu? 80.000 à. Rất là xịn. À thích mua thì mua, không thích mua thì cũng mua nha. Em có được 20 cái à. Em có áo trắng cho Tuyết Cỏ luôn. Áo đen cho Vân Anh. Áo đen cho Vân Anh đẹp lắm mọi người. Màu trắng, màu nu, màu đen. Còn bao nhiêu cái này nữa là hết. Còn bao nhiêu? Còn hai đen. Trời ơi đẹp lắm luôn. Cái vải nó xinh lắm mọi người. Cái vải nó rất là xinh nha. Nó có cái độ nhúng nè. Nó có cái độ nhúng đồ rũ cho mọi người là thấy chưa. Nó là hàng shop lớn nên em đảm bảo cho mấy chị là vải rất là đẹp nha. Màu đen, màu trắng, màu nu 80, lộ màu đen với màu nu hết trắng rồi. Còn đen với nu 80.000 nha. Nu chốt cho Huyền Ngân. Em bao đẹp luôn. Em bao đẹp, mặc quần tây, quần su, quần gì cũng được. Trên nhà thờ em đâu không chị ơi. Nhà em không có đi hà chốt hàng. Ê, Đơn Văn Anh đi chưa? Đơn Văn Anh đi chưa? Đơn Văn Anh chiều nay mới đi nha chị. Hôm bữa em coi lộn. Đơn Văn Anh chiều nay mới đi nha. Chiều nay dù đi luôn không chị chạy lên chị lấy đi. Từ nhà thờ chạy lên em tí lấy đi. À chị Văn Anh này, chị Văn Anh nhà thờ. Xuống nhà em lấy tí đi. Văn Anh sợ. Vậy là xả đơn ra hết luôn đúng không? Xả Văn Anh ra, xả Văn Anh ra. Văn Anh chớ gì trong đó gì? Không hiểu luôn. Ta không hiểu luôn. À ok. Chị xuống lấy đi đỡ tốn phí ship. Hôm qua giờ tưởng đi rồi nhưng mà họ nó chưa có đi. Hôm nay nó mới đi. Hôm nay nó mới đi mấy bà. Nà, trời ơi, cái đầm này đẹp lắm luôn á. Cái đầm tét tan này đẹp lắm mấy ơi. Tôi xảy cho 65.000 luôn. Ê bà nào lấy cái đầm tét tan này đi. Em nói thiệt luôn, hồi đợt nó có hai cái nút quên này nè. Là 170 mấy trời. Nhưng mà bị rớt rút em xảy 50.000 luôn hả. Ấy đầm đen 50, ấm đầm đen 50. Ấy đầm đen 50, ấm đầm đen 50. Ai lấy đầm đen, bấm đầm đen 50. Xuống lấy đỡ tốn 12.000 phí ship mọi người. Đúng không? Rồi 50 luôn mọi người, đầm đen 50 luôn.
túi nào sâu dùng được điện thoại không em, đựng được điện thoại không em, điện thoại chị là điện thoại gì, điện thoại chị là điện thoại gì đã. Ừ, lấy nhiều cái rồi cái này cho em luôn 50 ngàn, 50 ngàn á, giỡn 50 ngàn cho em đi luôn nha mọi người, 50 luôn, đầm tét tan luôn, đầm tét tan luôn mọi người. Ai lấy đầm tét tan chứ, đầm tét tan, chị lấy đầm tét tan, bấm đầm tét tan. Điện thoại Oppo giá không vừa, Oppo chắc không vừa đâu, điện thoại đó, túi đó túi mini mà. Rồi cái này cho em luôn mọi người, hai dây trắng cho em 35 ngàn, hai dây trắng 35, ai lấy hai dây trắng 35 bấm hai dây trắng 35, hai dây trắng 35 ngàn cho em luôn mọi người nha. Rồi cái này cho em luôn hả, set này còn đúng một set sẽ chị nào luôn, chốt vé luôn mọi người ơi, 55 ngàn, 55 ngàn chị em ơi, ai chốt mẹ 55 bấm mẹ 55, đúng một set nữa hết luôn á, đúng một set nữa hết, đúng một set nữa hết, 55 ngàn, 55 ngàn chị em ơi, ai lấy 55 bấm 55, ai lấy 55 bấm 55. Rồi chân váy túi 95 đem đeo xuống cho chị con nè, đem lấy đeo cho chị con, túi này bán nhiều rồi, túi hay gọi bán nhiều hơn chủ nhiều rồi mọi người ơi, túi này bán nhiều hơn chủ nhiều luôn á, trời 95 ngàn, rất là xinh nha mọi người, mặc mấy đồ mà họ kiểu thể thao á, chốt 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 á, lấy chứ vải gì không trả lời, thích thì mua thích thì không mua, hỏi vải gì cũng có trả lời đâu má trời, mà còn đâu trả lời, hết ẻ rồi má ơi, hết rồi còn ẻ đâu trả lời. Nhà em đăng hình như thế nào là hàng như vậy nha mọi người, xấu em không có bán, khổ quá. Mấy chị ơi, cái vải này y chang như cái vải quần mà hôm bữa em mới mặc, cái quần bộ 490 đó, cách đây 1-2 like đó, y chang luôn, chuẩn hàng, mẫu được hàng hết vô chuẩn mà, 105 ngàn mà hết sạch rồi, còn đâu mua. Rồi cái này 95 ngàn một cái túi siêu xinh, hết rồi, giờ ăn ngủ kỹ quá giờ mới vô, ăn ngủ đâu kỹ chứ gì má, nãy giờ tôi kêu sao không có bà. Ôi túi 95 ngàn đẹp quá, chị Nguyễn Uyên cọc cho em được không trời, chị Nguyễn Uyên cọc cho em được không chị ơi, 95 ngàn cho Nguyễn Uyên, chị Nguyễn Uyên cọc cho em ít được không trời, túi nâu 79 nè. Ok, cái chim vô nhà vô cửa coi. Túi nâu 79 nè. Ai túi nâu bấm túi nâu nè. Cọc giùm em biết được không chị ơi? Ngủ mới dậy đi má đái. Ăn no ngủ kỹ quá mà. Ăn no ngủ kỹ quá đúng không? Túi nâu 79 nha. Ai lấy túi nâu bấm túi nâu kiếm ơi nha mọi người. Ê, túi này đẹp lắm. Túi mini. Túi mini hôm bữa giờ tưởng nó màu này hết nha mọi người. Hôm bữa giờ là bà My tưởng nó màu này hết không à. Túi mini 79 nha. Ai muốn lấy mini thì lấy mini nha. Ai muốn lấy mini thì lấy mini nha mọi người ơi, 79 nha một túi. Màu nâu. Màu nâu, màu đen. Ồ, xinh lắm. Xinh lắm luôn á mọi người. Hồi nãy giờ chốt có mình chị Nguyễn Nguyên lỡ về bà Bo mà bà xã ăn cái là má chết đi mẹ thôi luôn. Coi như chưa nên tao công cốc cuộc đời luôn á. Túi xịn sò lắm đấy mọi người ạ, à, thấy chưa, thấy chưa mọi người. Ừ, ai em cũng yên tâm á, giống đĩ nhẫn nhẫn á, đơn chịu mấy hồi giờ mua bao nhiêu lần luôn, đợt này bom hàng đó. Em thì chuyện nhỏ, mấy chị cứ lấy cốt hay chuyện khoản gì em cũng trừ đi hết á, miễn mấy chị lấy hàng là được à. Trời ơi thơm ghê luôn á, má ơi, xe này chạy qua mỏng nước chứ trời. 50 ngàn, 50 ngàn body luôn, 50 ngàn, ai lấy mẹ 50 bấm mẹ 50, ai lấy 50 trời ơi tao muốn thở oxy luôn á. Khoác riêng chua, khoác riêng chua lên giờ lên nè, nếu như bà thích đẹp lắm, rất ngất ngay. Ê con này tôi thấy 50 cho Thanh Thảo, 50 còn á, mấy Thảo lấy nhiều lấy nữa không, chị lấy những dài mẻ 50 cho sẽ hết đó tình yêu. Cái áo này thì mấy trời,
Mới hồi tối coi TikTok, một TikToker rất là nổi tiếng ở Thái Nguyên. Một TikToker rất là nổi tiếng ở Thái Nguyên like con này với giá 295.000 nha mấy má. Ồ, tao nói nó đẹp. Tao nói nó đẹp, nó chốt mà nó ngất mà nó ngay luôn. Nó đẹp chốt ngất ngay luôn. Trời ơi, rất là xinh luôn nha mọi người. Rất là xinh che mi luôn. Nè mấy chị ơi, xinh lắm luôn nha mấy tình yêu ơi. Ai muốn lấy không? 185.000 em bao giá luôn. Em mua, em có mua hàng của bả rồi. Một lần em mua cái ghi lê á mọi người, cái ghi lê linh á, bả bà biết bả bán nhiêu không? Một cái ghi lê mà bả bán 230 rồi. Áo có tay bả bán tới 280, 250, 270. Nhỡ mới bán 185.000 bao hàng. Đẹp lắm, coi chữ nè. Mẫu này là mẫu mới nhất nha mọi người. Mẫu này là mẫu mới nhất cho bé My luôn. Có túi nha mấy tình yêu. Có túi nha. Có túi nha mọi người. Mẫu này có túi cho em My. Ê, con này đẹp quá không? Máy tao để con này tao mặc. Buổi giờ em móc, em hớt phát lên rồi. Máy chợt mặc con nào là đi là ai cũng trơn con đó. Ai cũng xinh đó. Ai cũng xinh đó. 185.000 bao hàng, bao vải, bao chót mua đi. Vô năm, vô buồn cái nữa mắc không đủ mấy chị ơi. Ê, đẹp quá không? Con này đẹp quá mày ơi. Ôi cu tao. Gu em là thích chữ rồi như này nhưng mấy chị ơi, gỗ xịn quá. Gu đẹp. Mã 50 còn không em? Em móc mấy cái. Ồ chị mua gì chị bán hả? Móc vài con mã 50 xuống nha chị ơi. Ôi 185 nha. Đẹp. Chịu nha. Đẹp nha. Đẹp đó. Yên tâm đi. 185 nhìn cái bàn cái. Được có 20 cái à. Được có 20 cái à mọi người. Chịu nha. Chịu nha. Đem vô vòng lại 50. Em xả 50 cho mấy chị lấy hết luôn. Em vô lại vòng mẻ 50 cho nha. Ồ con dạ này bà nào mà họ ở nơi lạnh lẽo lấy đi mấy bà. Tặng cho 50.000 luôn. Tặng cho 50 luôn. Tặng cho 50. Coi quần bị mặt có sót để tôi cá sai lờ đúng không? Quần mặt có sót sai lờ đúng không? Từ từ ơi mày ơi. Từ từ ơi. 50 nè. 50 em vô lại vòng nè. Quần tôi mặc có sót sai lờ để cho bà đúng không? Bữa nay ta đi chơi ta sẽ mặc nguyên một set này. Cái túi này, cái áo này và cái quần này và cái áo ống này luôn. Tôi sẽ mặc nguyên một set này cộng một cái nón rồi đi chơi. Xuất sắc luôn chị Bảy ơi. Đẹp quá. Em sẽ mặc nguyên một set này em đi chơi. Mã 50 này trời ơi, lên lại lần cuối nha. Màu đen nè. Màu đen. Màu xanh. Màu này. Màu này. Và một bộ khai 3, 4, 5. Rồi ai lấy luôn combo 5 cái em tặng 200.000. Nhanh gọn lẹ xuống xào lỗ nha. Lỗ nha mọi người. Một mẫu em lỗ ít chứ phải 2, 3, 40.000. Có lỗ gấp đôi luôn mấy má ơi. Bây giờ còn 5 con này em bán nè. Lẽ là 50, 65.000. Bây giờ chị nào lấy luôn 5 con 200.000. Ồ đỉ mẹ ơi. Bằng nhau quá. Bây giờ em bán 5 con 200.000. Tình yêu lấy báo em. Ok chưa? 5 con 200.000 để xuống xào. Để có xào treo ấy đó mọi người. 5 con đầm 200.000 mọi người ơi. Rẻ hơn hàng thanh lý chưa? Trong khi đó là hàng new nha. Đó combo 5 cái 200 đó. Combo 5 cái 200.000 đó. Ai muốn lấy thì bấm. Mày móc lên luôn. Rồi cái này cho em mươi luôn. Một cái quần. Một cái ok biết rồi. Rồi cái này cho em mươi. Hai cái quần tay em xảy cho 50.000 cái. Combo hai cái 100.000. Size ML mọi người 50.000 luôn. Má ơi. Quần tay bán 130 cái. Lên áo khoác nữa đi mươi. Nhà mươi hôm nay về khoác rin khoác len. À khoác rin màu nữa. Chị nào lấy bấm cho em ơi nha mọi người ơi. À lấy bấm nè. Combo hai cái quần 100.000 là 50.000 cái. Một cái là màu nu, một cái là màu be. Một cái là màu nu, một cái màu be cho em ơi luôn nha mọi người. 50.000 cái nha. Hai cái luôn. À lấy thì bấm. 50.000 cái. Ôi áo khoác là đẹp quá bây giờ. Thì có nó rất là đẹp luôn á. Mọi người đâu thì cũng biết nha. Mà người đâu thì còn lâu mới biết nha mọi người. Người đâu thì còn lâu mới biết. Trời ơi đầm này bán 140, 150 luôn á phải.
thiệt sự rất là xịn cái đầm này mấy chị ạ. Thật sự là cái đầm này nó rất ưu là xịn cho bạn bơi luôn mọi người. Đẹp không chủ đẹp luôn. Hai quần trăm cho chị Ngọc Tuyên luôn. Trời ơi Thảo ơi, em lấy hai con này về bán không? Chị có mẫu ít rồi á. Chị sẽ cho em hai con 65.000 cái. Mua lẻ thì 75.000 em ơi. Trời ơi đẹp quá. Thật sự là rất là đẹp luôn nha mọi người. Rất ưu là xịn sò cho bà My luôn nha mấy bà ơi. Má ơi đẹp lắm. Nè một con cam nè. Một con hồng nè. Cái gì bán thì báo chị. Đầm đất không mày ơi. Còn hai cái tôi lẳng lặng tao xeo. Mua dễ á. Rồi đen 50. Đen 50. Chị lẳng lặng chị siêu rẻ. Ê mày có thể nào giúp chị cho chị một cục đá và lấy cho chị lon xì tinh được không? Má cái chết luôn á. Xì tinh nha. Bộ hút cũng được. 50.000. Thôi xì tinh thôi, uống bộ hút ấy á. Thiệt luôn á. Má làm ly nước chưa kịp uống luôn á. Xu bỏ mẹ. Làm ly nước chưa kịp uống luôn. Đổ bé trái phù chép. Đá nhiều nha. 50.000 đầm đen á. Ôi phát linh đẹp quá. Để rồi chị. Phát linh rất là đẹp luôn mọi người. Thật sự phát linh rất là đẹp. Để tôi xin làm cho chị nữa. Rồi một con đầm cam này nữa nè. Ôi xuất sắc luôn con chị Bảy ơi. Xuất sắc luôn. Một con làm chị em có độ vai em sẽ với 75.000 luôn. Tôi nói nó đổ xuống cái nữa. Một con đầm cam 75.000 luôn em mới trời. Ai lấy đầm cam 75 bấm đầm cam 75 luôn. Rất là đẹp luôn hả. Một con đầm cam 75.000. Chị nào muốn lấy mẹ 75 thì bấm mẹ 75. Cam 75.000. Sao mà nó rớt hoài vậy trời. Nguy hiểm quá. Ai lấy đầm cam bấm đầm cam 75.000. Nữa không? Nữa không mấy bà? Mờ vừa không? Con này mờ vô tư. Con này mờ vô tư chị. Con này mờ. Ê mày giọng vô thử cho chị thử luôn không? Em sọt vô thử. Để con bé thử vô cho. Sẻ gì 50.000 cái mà thiệt luôn á. Đúng. Vô tư, mờ vô tư. 75.000 con cam vô tư. Rồi con đen này 50.000 không ai lấy hả? Ủa alo. Lấy cho nhau đi, đầm tét tan đen 50. Đầm tét tan đen 50. Đầm tét tan đen 50. Con nó màu vô tô luôn á, chị lấy cái gì đi ăn cướp, ăn tiệc, đi chơi, đi ba, đi quẩy, đi nhảy, đi vấp. Bảy lăm cho chị luôn. Rồi con này cho em ơi. Họ xếp này sẽ 85.000 mọi người. Bán 130 em sẽ rẻ nhất là 99.000. Bây giờ em sẽ 85.000 luôn. Bây giờ em sẽ 85.000 luôn nha mọi người. 130.000 của em á. Xếp này nè em bán 130.000 đó mọi người. Em sẽ cho mắt tao hình đen 50. Nãy giờ em sẽ quá trời rẻ luôn chị yêu. Em sẽ 85.000. Xếp này rất là xinh. Ai lấy giùm em đi mọi người. Ai lấy giùm bà My Cute Phong Mai Que lạc lỏng đi mọi người ơi. Ai lấy đi. Em sẽ 85.000 xếp này rất là đẹp. Đen 50 cho chị mắt tao huỳnh luôn. Ờ nãy giờ em sẽ làm combo 5 cái 200.000 luôn. Không ai mua. Combo 5 cái 200.000 không ai mua luôn. Cuối đời chưa. 85.000 chú ơi chị Út Nguyễn. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Chị Út Nguyễn lấy xếp đùi không? Đùi em đầy kìa em xem cho. Sơ mi trắng về bao la luôn. Nón 65.000 không ai mua nữa hả mọi người. Nón có hồng, có xanh. Nón có hồng và có xanh 65.000. Có hồng, có xanh, có đen 65.000. Áo này còn đen không? Chắc còn đó không? Đó. 65.000 nha. 65.000 một nón, nón hồng và nón xanh.
lúc không có ai cũng hỏi á, còn lúc có mai hỏi á mọi người. Khóa không? Ê, khóa này đẹp nè. Khóa này đẹp nè. Còn địa chỉ Lâm Đồng đúng không? Ôi khóa này đẹp lắm. Khóa này đẹp lắm luôn. Khóa này đẹp lắm luôn nè, nè họ nè 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 nè. Đoàn Như Diệp. Má bé cháy một chiếc luôn cổ cái màu xanh. Ôi ê, giờ tao thấy cái này nó cũng đẹp nè. Ôi khóa này đẹp lắm luôn mọi người ơi, mọi người à. Mọi người à. Gần tối mới ra mẫu này á. Trời ơi xuất sắc luôn, cao chu chị bảy của em. Ôi cái màu xanh nó đẹp quá ha. Cái màu xanh nó rất là đẹp đúng không nha mọi người. Rất là xinh luôn. Rất là xinh luôn. Ôi mấy bạn ơi xịn chưa. Ai hỏi áo khoác hồi nãy đâu. Ôi con này đẹp quá mấy má ơi. Ôi xuất sắc luôn. Ôi đẹp quá. Hồi nãy ai hỏi áo khoác đâu. Lên tiếng đi mọi người. Lên tiếng đi cho chị hai cái móc rút hai cái áo khoác lên không. Đẹp thật sự. Đẹp bé cháy. Đẹp bestseller. Bestseller của đẹp. Cho mọi người 150 một cái. 150 một cái. Ôi màu đẹp quá mấy bà ơi. Cái màu thật sự luôn. Xuất sắc. Tí nữa tao lên mẫu mẫu thằng cho. Xuất sắc. Xuất sắc. Rồi offline này xong lên live sau nha mọi người. Ông xa ly rồi. Offline này lên live sau nha quý chị. Chắc live sau em live mai phun bùi cho mọi người á. Chắc là sau với mình sẽ live mai phun bùi cho mấy chị luôn. Đợi con bé nó xếp xong cái này xong rồi nó đu vô nỉ bông. Sau em live nỉ bông cho mấy chị luôn. Chiều hai cái khóc này mất lên luôn nha. Nha mọi người. Chắc live sau em lên lại nha mấy chị ơi.